Xin chào các bạn, hôm nay mình đi chợ thì có phát hiện ra hai cái thùng loa này họ vứt ở bên vệ đường các bạn ạ. Nhìn thấy nó còn nguyên mấy củ loa này này, cho nên là mình chở về để xem có còn tận dụng lại được gì hay không. Hiện trạng bây giờ của nó thì đang rất là xấu luôn các bạn ạ. Mối mọt này, te tua hết rồi. Chắc đây là lý do tại sao họ vứt đi này. Đây, để mình quay chi tiết luôn cho các bạn xem. Cái này là mình mới tháo ra được cái lưới này, rồi bên kia mình tháo được hai cái củ loa ra để kiểm tra xem là còn gì hay không. Đây, để mình quay chi tiết luôn cho các bạn xem này. Mối này hỏng hết thùng rồi. Đây nữa này. Đó. Cái thùng này á thì ít ra là nó vẫn còn nguyên cái củ loa này các bạn, là nó còn nguyên cái gân này, nó không có bị mối ăn này. Còn riêng cái củ bên này á là đã bị mối ăn rồi. Đây, mình mới tháo ra được tới đây để kiểm tra thôi. Đây này, nó ăn mất cái gân rồi. Tuy nhiên là mình vẫn chưa kiểm tra xem là loa nó còn sống hay không luôn. Rách hết rồi các bạn ạ. Đó. Còn đây là hai cái củ loa chép này, mình cũng chưa kiểm tra luôn, mình vừa tháo nó thôi. Mình quay chi tiết luôn cho các bạn xem bên trong này. Mối này ăn toàn hoàng hết rồi các bạn ạ. Chắc chắn đây là lý do mà họ vứt đi này. Bên trong kìa, mối quá trời luôn. Để xem là cái mạch phân tần nó nằm chỗ nào. Ở chỗ này thì vẫn chưa thấy được mạch phân tần các bạn ạ. Thì mình thử lấy tay. Đây rồi. Cái mạch màu trắng kia là mạch phân tần kìa các bạn. Đó. Loa California. Loa này có từ rất lâu rồi này. Không biết là hai cái củ loa này nó còn sống hay không đây. À, hai thùng loa chứ. Hai thùng loa. Còn bên này nữa. Hai cái ống thùng hơi này. Nó bị mối ăn bung ra hết rồi các bạn ạ. Ống thùng hơi bằng giấy. Nỉ này. Đó, cái mạch màu trắng kia là mạch phân tần này. Nó hơi tối ấy, cho nên là nhìn không rõ lắm. Ai chà, không biết là có ai thích đi lượm mấy cái món bên chai hay giống như mình như này không các bạn. Đó. Bây giờ mình cũng chưa biết được là có thể tận dụng được gì với hai cái thùng này không đây. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy đồ nghề ra để test thử xem là hai cái củ loa này còn sống hay không nha các bạn. Nếu như mà được thì mình sẽ test thử nhạc luôn, xem là nó có ra gì không đây. Nhìn cũng khá là hay các bạn ạ. Tuy nhiên là cái ngoại hình của nó thì bây giờ te tua rồi. Đó, nát hết rồi các bạn ạ. Mối ăn hết rồi. Hy vọng là mấy củ loa này nó còn sống này, để mình kiếm một cái thùng khác ấy, mình lắp sang để tận dụng lại. Cũng khá là hợp lý luôn. Bây giờ mình sẽ dùng cái bộ nguồn đa năng di động của mình này. Mình bật lên, mình set xuống điện áp khoảng 1,5V để test này. Bây giờ đang là 5V này, mình sẽ giảm xuống còn khoảng 1,5V thôi. Bên này nó bị nhảy sang số 6 này, mình sẽ giảm xuống. Rồi. Điện áp bây giờ đang là 1,5V, mình cho nó chạy ra luôn này. Tức là bây giờ điện ở hai đầu này đang có nha các bạn. Mình sẽ thử trước với cái thùng loa bên này. À, vậy là thùng bên này vẫn còn sống các bạn ạ. Nhưng mà mình cảm giác như là hai cái loa chép này không có tín hiệu này. Để lát nữa mình tháo ra kiểm tra xem. Còn riêng cái thùng này là vẫn còn sống. Để mình thử lại này. Rồi, lành luôn. Tiếp đến là thùng bên này. Vẫn còn sống luôn các bạn ạ. Đây, mình thử lại này. Kéo vào đây, cho dễ nhìn. Rồi, ngon lành luôn các bạn ơi. Ủa, bên này vẫn còn sống luôn. Tuy nhiên là cái phần gân loa nó đã bị mối ăn rồi.
Cái này là mình có thể thay được này, thay dễ dàng luôn. Ở đây có một cái cụ lá chép mình đã tháo rồi, bây giờ mình cũng tiến hành test thử luôn này, xem là nó còn sống hay không đây. Chết rồi các bạn ạ. Vậy là cái lá chép này nó bị hư rồi, chỉ còn sống mỗi cụ loa mid bass thôi, loa chép đã hư. Bây giờ mình tiến hành tháo hết hai cái cụ loa chép bên loa kia ra để test thử luôn xem là nó còn sống hay không. Đây, mình test luôn với hai cái cụ lá chép này xem là nó còn sống hay không đây. Rồi xong luôn các bạn ạ. Vậy là lá chép đã bị hư rồi. Vậy là không phải chỉ có nguyên nhân là nó bị mối ăn thùng không đâu các bạn ạ, mà lá chép cũng đã bị cháy rồi. Đây này, cháy mất rồi, cho nên là họ không muốn sửa nữa mà vứt bỏ luôn. Loa này cũng vậy luôn, cháy rồi các bạn ạ, hư chép rồi. Bây giờ mình dùng cái mạch này của mình để cấp âm thanh ra cái thùng loa này, nghịch thử xem là nó có ra gì không nhé các bạn. Mình biết chắc là chắc nó cũng không hay đâu, nhưng mà thôi cứ thử xem là như thế nào, chủ yếu là nghịch thử mà. Cái cổ loa này hư rồi thì thôi vứt luôn, không cần thiết nữa. Đây, cái thùng bên này thì còn cái cổ loa mid bass còn nguyên vẹn này, chưa có bị rách gân. Ở đây có một cái miếng dán thông tin này các bạn, công suất là từ 10 cho đến 150W này, Make in Việt Nam luôn. Rồi mình kết nối dây vào. Đây là cực dương này, đây là cực âm này. Đó, vậy thôi là xong. Bây giờ chỉ việc cấp nguồn vào nữa. Mình tháo cái này ra, cắm cái này vào. Rồi, đèn đã sáng. Bây giờ mình kết nối điện thoại vào và lên nhạc luôn. Mình test vậy thôi các bạn ạ. Cái này để lát nữa mình sẽ tháo riêng hai cái cụ loa mid bass này ra và bỏ luôn cái thùng này. À, phải tháo luôn cả hai cái mạch phân tần ra các bạn ạ. Rồi sau đó mình bỏ luôn hai cái thùng này để mình kiếm một cái thùng nào đó nó còn nguyên vẹn, hoặc là để khi nào đó có một dự án gì đó với hai cụ loa này mình sẽ chuyển luôn. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Các bạn hãy dành tặng mình một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Xin chào các bạn.